vòng Best in Show luôn à? Hay là Class The Open? Ban tổ chức luôn rồi. Đấy đúng không? 600.000 đó, được. Em xin mời số 229 nhé. Chả này. Em xin mời số danh 229 chuẩn bị ạ. Em xin mời số danh 228, 229, 253, 258 thực địa. Hạng thi rất là gay cấn. 4 thí sinh. Giám khảo anh Minh Khang. Hạng thi dành cho cái. Em xin mời số danh 229, 253, 258 chuẩn bị ở sân thi ạ. Hạng thi tiếp theo có một thí sinh thôi. Em xin mời số danh 229 chuẩn bị ạ. Em xin mời số danh 229, 253, 258, 262 chuẩn bị ạ. Giám khảo kiểm tra răng. Em xin mời số danh 229 chuẩn bị ở thi ạ. Số danh 16, 422, 250, 314. Được rồi. Số danh 16, 422. Hạng thi bây giờ mới là hạng thi open. Đọc tên cả chủ nuôi nữa. Đọc tên cả chủ. Nếu có tên ở trong đấy. Không có hả? Số đây 314 ạ. Đã sử dụng chính là số đây 314 thôi chị. Em xin mời số đây 253 chuẩn bị ở sân thi ạ. Ngoan nào. Thế là chui vào đây thích ở với anh à? À không thích về với chủ à? Thả lỏng dây nó kéo như thế thì thả lỏng dây nó ra rồi gọi chứ đừng kéo. Kéo thì nó phản ứng lại nó lại giật lùi. Đang quay là có đứa vào đây ngồi thích ngồi đây à? Hả? Mày cũng thích quay đẹp.
Còn muốn chơi chưa muốn về chăng? Em xin mời số báo danh 229 chuẩn bị ạ. Giám khảo kiểm tra răng của từng chú chó. 253 lần thứ 2 ạ. 253 lần thứ 3 ạ. Phần tranh CAC chứng nhận con chó đẹp quốc gia dành cho chó Phú Quốc cái. Ba hạng thi vào thi chung. Hey. Con nào sẽ giành giải nhất? Thank you.
hai chân trước, hai chân trước. Cơ này rất tốt, nhưng mà em sợ quá hơi kém. 66 và 251 có sân chúng ta. Thế đường sau. Phần thi tranh Best in Show, con chó đẹp nhất của cuộc thi chó Phú Quốc ngày hôm nay, giữa 4 thí sinh, 4 con chó, 2 con chó ở hạng champion, 2 con chó hạng champion là 2 con chó đã vô địch, và 2 con chó một đực một cái là con chó đẹp nhất CAC ở trong cuộc thi hôm nay. Giữa hai nhà vô địch và hai nhân tố mới trong cuộc thi ngày hôm nay. Các chủ chó đang sâu dáng, các handler đang sâu dáng chó, đang thể hiện cái dáng đẹp của con chó. Một màu đen, hai màu vẹn và một màu vàng. Màu đen thì chó màu đen thì rất là đẹp, nhưng mà nhìn ở trên video thì mọi người sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Thả như này. Dạ,
lỗi. Chúng ta đã trước. Cũng được có 10 con chó rồi. 10 đến 15 con chó. Bắt con chó đi. Đang quay và đang bình luận trực tiếp đấy, không có sửa video gì tiếp gì đâu. Quay cho hôm nay là nó quay nãy giờ rồi. Wow, Bet In Show đã thuộc về con đực ở hạng Champion. Champion Team Thái Bình. À, Team Thái Bình. Bình ơi. Có nào nữa thì anh. Chắc là Hà. Có là nông em. Chụp nhiều quá, mùng mẹ luôn. Nhớ chó nào, chó nào. Xin có ý kiến với tất cả các em một chút xíu như này này. Thì em cũng biết là người quê như có rất em thì chúng ta vừa sau cũng có nhiều cơ hội. Anh em như cũng có em là nó có nét chơi cá cược. Em chỉ nói vậy thôi. Trước đó em vừa thắc mắc là các trò em vừa được chứng nhận chấp. Lúc này chúng ta khôi phục cái nguồn thịt mới. Trước đây chúng ta bỏ quên. Thì chúng ta đã cần nguồn hết. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng nới lỏng những cái vòng FU. Nhưng càng về sau thì chúng ta cần phải cho ra hết. Nhưng có trái F1, F2, F3 về sau là phải làm chặt chặt hơn. Thì nó mới bị là những trái F1, F2, F3 càng về sau thì có phải là ổn bình giá càng tốt không? Càng ổn bình giá thì càng gì? Di chuyển càng tốt. Như vậy bây giờ những con chó mà có F2 này, nếu anh em không nhận thì nó sẽ thế nào? Các bạn phải tăng cường. Như như thế đấy. Nếu anh không phải có thể cái nguồn cái như anh em thắc mắc. Bây giờ tôi đang đi FO. Tối con này tôi đang đi FO. Đấy thì tôi cũng đạt theo đặt kế hoạch tốt trọng tại giám khảo. Tôi nói thật với anh em như thế. Vì tôi đang đi chuẩn. Như vậy là nhất là con đực nhất là con đực hạng Champion à. Nhì là đen đây. Con này bài thứ ba, à thứ em nhất, bét vô đây là thế là con nhất là còn là con đực nào đấy nhỉ? Con đấy chém rồi đúng không? Hả? Gió. À. Con đương nhiên là con số hai này không rồi. Con này nhất đực con nhất cái đúng không? Bây giờ con gì được con cái là xin chúc mừng các chó chiến thắng ngày hôm nay. Xin mời chó danh hai đăng tải lên đầu tiên. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi thi ngày mai. Hôm nay là 24 tháng 10. Ngày mai ngày 25 tháng 10. Các bạn nào mà thích xem cái cuộc thi này thì có thể đến nhà thi đấu Gia Lâm. Ở mặt sau của nhà thi đấu Gia Lâm Hà Nội. Tổ chức ở trên sân tennis. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.